Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy ren ống tự động của hãng Red Nhật Bản nha các bạn. Với mã sản phẩm là NT50A. Thì như các bạn thấy thì con máy khá là nhỏ gọn và chất lượng thì không cũng phải bàn nữa nha các bạn. Thì hãng Red là hãng thương hiệu của Nhật, xài rất là tốt và sử dụng rất là bền. Thì bên cạnh đó bây giờ mình sẽ giới thiệu từng bộ phận cho các bạn xem. Với phần công tắc nguồn này nha các bạn, on off. Và phía dưới thì phần tem cảnh báo và tem công suất kỹ thuật ở dưới đây nha các bạn. Con này thì sử dụng công suất lên tới 700W. Và dây điện thì cũng khá là dài, với dây nguồn đây nha các bạn. Dây nguồn 6m và hai chấu sử dụng điện 220. Và đi kèm với máy điện ren ống thì hãng cũng cho chúng ta một chai dầu nha các bạn. Thì các bạn trước khi sử dụng máy thì nên châm dầu trước nha các bạn. Đây. Và catalog phiếu bảo hành chính hãng của Red Nhật NT50A đây các bạn. Đây. Thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu từng bộ phận cho các bạn xem. Với bộ phận đầu tiên thì có phần tem, phần thương hiệu thì được in dập nổi trên phần thân máy luôn các bạn, phần máy luôn. Và tiếp theo đó là cái bộ phận cắt, đây các ống này nha các bạn, bộ phận cắt ống đây, bộ phận cắt ống và bộ phận ren ống đây nha các bạn. Thì con này nó sở hữu cái ren tự động đây nha các bạn. Bộ phận này thì để làm sạch đa dớ ở phía trong phần ống. Với nó sử dụng ren được cho ống từ ống 21 tới ống 60 nha các bạn. Đây thì bộ phận này thì điều chỉnh kích thước của ống này nha các bạn. Đây, điều chỉnh kích cỡ ren 1/2 và có điều chỉnh hiển thị rất là rõ ràng ở phía trên phần điều chỉnh này nha các bạn. Đây, chúng ta dễ dàng làm việc hơn. Bên cạnh đó thì bộ phận đầu bò với phần đầu ren tự động này nha các bạn. Thì nếu một con ống chúng ta ren vào thì nó sẽ tự động chạy vào và mình điều khiển nó vào, và nó sẽ đụng cái ống thì nó sẽ bật cái này lên, bật tự động lên và nó sẽ đẩy ra nha các bạn. Đây thì phần đầu bò của Red thì có in 4 bộ dao, đây số 1, số 2, 3, số 4 đây nha các bạn. Đây in cho chúng ta để phân biệt cán đúng dao vào vị trí đúng nha các bạn. Con máy khá là chất lượng. Và phần đưa ống vào thì bên này, với phần thiết kế thì khá là nhỏ gọn và rất được nhiều nhà xưởng tin dùng và những công trình lớn tin dùng của hãng Red nha các bạn. Tại vì xài rất là chất lượng và cái chất lượng của nó thì rất là cao và ren ống thì rất là đẹp nha các bạn. Đây. Thì ở dưới thì chỉ có bộ phận chứa dầu nha các bạn. Nếu các bạn đưa ống vào thì nó sẽ có cái đường ống dầu chạy xuyên suốt khi chúng ta đang sử dụng, nếu mà ta đang vận hành. Đấy, rất là tiện lợi. Phía dưới thì có khay đựng dầu đây nha các bạn. Và mình cũng vừa review sơ cho các bạn một con máy điện ren ống Red, ren được cho ống 21 cho tới ống 60, với mã sản phẩm là NT50A. Nếu các bạn có thắc mắc thì muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm máy điện ren ống này, bạn Red này, thì hãy liên hệ tới số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay hãy để lại like và subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.